Là những người trẻ, nhưng nhiều đảng viên đã luôn nỗ lực cống hiến xây dựng tổ chức và quê hương. Trước thềm xuân mới và mừng đảng ta sinh nhật lần thứ 94, chúng tôi xin giới thiệu hai đảng viên tiêu biểu của huyện Kim Động đã và đang từng ngày, từng giờ cùng mọi người chung sức, chung lòng cống hiến sức mình cho mùa xuân của quê hương ngày càng tươi đẹp. Là một đảng viên trẻ nhưng bác sĩ Cao Duy Kiêm được Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên bố trí nhiều nhiệm vụ quan trọng. Anh hiện là bí thư chi đoàn thanh niên, phó trưởng phòng khám xét nghiệm. Ở vai trò nào, bác sĩ Cao Duy Kiêm cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bệnh nhân tin tưởng, yêu mến, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như khám chữa bệnh miễn phí cho người bệnh, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân tại cộng đồng, tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào bệnh án điện tử và tổ chức được nhiều phong trào cho đoàn viên thanh niên bệnh viện. 3 năm gần đây, bác sĩ Kiêm đều là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Cao Duy Kiêm là một đảng viên trẻ gây dựng được rất nhiều cái phong trào cho bệnh viện. Đồng chí cũng là một cái tấm gương để tất cả các đoàn viên, cán bộ viên chức của bệnh viện noi theo. Tôi sẽ cố gắng phát huy những sở trường của mình, sáng tạo hơn nữa trong cái hoạt động đoàn để những cái hoạt động đoàn ngày càng ý nghĩa và thiết thực, giúp ích nhiều hơn nữa cho những bệnh nhân trong viện và những hoạt động hướng đến cái tương lai của bệnh viện. Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm là những nhận xét của tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Kim Động về thầy giáo Trần Quốc Tú, bí thư đoàn trường. Là một giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, thầy Tú luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp giảng dạy mới để gây hứng thú cho học sinh và nâng cao chất lượng dạy học. Năm 2022, thầy dẫn đoàn đi thi hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc, đã hướng dẫn học sinh đoạt giải nhất môn thi hiểu biết chung về quốc phòng an ninh, được Trung ương đoàn và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Là một bí thư đoàn trường, thầy Tú thường xuyên có nhiều hoạt động được các đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tốt. Thông qua các hoạt động đã tìm được những nhân tố, những tài năng, tạo điều kiện để các em phát triển khả năng của mình. Đặc biệt, năm 2023, đoàn trường đã giới thiệu được 7 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Là một đảng viên và được tín nhiệm vào vị trí là bí thư đoàn trường, thì tôi nghĩ đây là chắc chắn đây là một cơ hội rất lớn để tôi có thể phát huy vai trò, khả năng, năng lực của tôi để đóng góp cho xây dựng nhà trường và ngoài ra đóng góp cho quê hương và đặc biệt đó là cho các em học sinh. Thì chỉ có hoạt động đoàn thì các em mới có sân chơi, mới có điều kiện để các em thể hiện bản thân mình và cái khả năng của các em. Đồng chí Tú có nhiều cái hoạt động để hướng học sinh tới các cái mục tiêu giáo dục của nhà trường, về giáo dục toàn diện, về đạo đức học sinh ở trường Trung học phổ thông Kim Động. Có thể nói là vai trò của đoàn trường đối với các hoạt động của nhà trường là rất lớn. Và trong đó là vai trò cá nhân của đồng chí Trần Quốc Tú là hết sức quan trọng trong các hoạt động của đoàn. Tinh thần tiên phong, gương mẫu và sự nỗ lực của hai đảng viên trẻ Cao Duy Kiêm, Trần Quốc Tú chính là cách các anh đóng góp sức của mình cho sự phát triển lớn mạnh của đảng, của quê hương, đất nước.